và một combo bao gồm một tấm tranh đồng quê cỡ khủng và hai bên là một đôi cá thức thức như Như Thọ Nguyệt. Thì nếu mà các anh chị có thể hình dung là khi mà em ngồi đây thì mọi người có thể là hình dung ra được cái kích cỡ thực của tấm tranh này nó lớn đến mức như thế nào không ạ? Cảm giác là khi em ngồi đây nó lọt thỏ giữa bức tranh luôn, thì mọi người có thể hình dung ra cái sự đồ sộ như là cái kích thước thực của cái bộ combo mà ngày hôm nay cơ sở bên em muốn giới thiệu. Và sau đây cùng cơ sở bên em đi vào chi tiết về sản phẩm chị nhé. Trên màn hình của mọi người đang là tổng thể của cái combo ngày hôm nay cơ sở bên em muốn giới thiệu với tâm điểm chính là bức tranh đồng quê. Thì nếu quý anh chị nhìn có thể để ý thì đây là một tấm đồng quê với cỡ cực kỳ khủng, lên đến là 2m55 và cao 1m35, ván là dày 10 phân anh chị nhé. Riêng lòng ván bên trong là rộng đến 1m nên quý anh chị có thể hình dung là gần như toàn thấy tranh luôn và gần như không có khung mấy đúng không ạ? Toàn thấy tranh luôn. Và thú thật với anh chị là để đến cái thời điểm này mà tìm được một cái cục gỗ 1m thì nó gọi là hàng siêu hiếm luôn á. Gần như là không tìm được luôn. Và gần như không tìm được luôn. Đây là gỗ cũ bọn em còn. Thì đến thời điểm này thì nó mới có những cái tác phẩm như thế này. Thực sự là những cái tấm này thì rất là mong quý anh chị có thể là về trực tiếp cơ sở để có thể là thăm ngắm trực tiếp. Với cái kích thước mà quý anh chị có thể nhìn thấy là toàn thấy tranh luôn. Cực kỳ ít khung. Vâng, toàn thấy tranh luôn với cái lòng ván nó lên đến 1m. Vâng, và dày 10 phân, lành tít, đẹp, gần như là không một lỗi luôn ạ. Đây có thể nói là một trong những cái cỡ ván mà siêu hiếm luôn ạ. Siêu hiếm tính đến thời điểm hiện tại luôn. Vâng, đây là một cái mẫu mà cơ sở bên em, một cái mẫu đồng quê mà được cơ sở bên em đục cực kỳ đẹp anh chị nhé. Đây, thứ nhất là mọi người có thể để ý là cái phần ở trung tâm của bức tranh là vẫn phải để ý đến ở đây. Nó sẽ là hình ảnh của những cái cây đa này. Vâng, đục kênh bong moi móc cực kỳ đẹp. Đây, với những cái phần diện mặt này, diện mặt của các ông cụ ở đây rất là xuất sắc đấy chị nhá. Đây, cây đa này, đần rễ này. Đó, mọi người thấy không ạ? Vâng, cái led đục cực kỳ là tinh tế và tỉ mỉ anh chị nhá. Đây ạ, đây. Và một cái điểm nữa thì mọi người có thể nhìn thấy là toàn bộ cái phần lá đấy là sẽ đều được cơ sở bên em là tạo gân lá. Vâng. Ở bình thường thì ở đây mình sẽ nhìn thấy từng cái gân lá này mà mình đục hoàn toàn là đục tay thủ công anh chị nhá. Đục từng cái gân lá một. Đó, một trong những cái bức tranh cực kỳ là cầu kỳ này. Đó. Vâng, tiếp tục bên này sẽ là một cái hình ảnh cũng cực kỳ quen thuộc nữa. Vâng, bên này thì sẽ là hình ảnh của những cái chiếc mái đình này, những chiếc cổng làng, kèm vào đó là những cái cảnh sinh hoạt của những người dân ở quanh giếng làng đúng không ạ? Đây thì mọi người có thể để ý là từng những cái chi tiết nhỏ thì sẽ đều được cơ sở đây em đục kênh bong cực kỳ là kỹ. Vâng, tỉa từng chi tiết nhỏ luôn. Đây, diện mặt rất là đẹp, mọi người thấy không ạ? Đây, mọi người có thể để ý những cái diện mặt của cơ sở bên em đục này. Trẻ con khác này, trẻ con một diện mặt khác này, ông cụ già một diện mặt khác và bà cụ một diện mặt khác. Đó, nên mọi người có thể thấy là những cái diện mặt cực kỳ quan trọng nha mọi người nhá. Đây, đây nữa này, đó, hình ảnh của những người phụ nữ này. Rất đẹp đúng không ạ? Đây, đây hình ảnh của mái đình đấy ạ. Cực kỳ là sắc nét mọi người nhá. Đây, tiếp tục bên này. Bên này là những cái hình ảnh thứ nhất là của ông lão ngồi thổi sáo này. Bên này là người nông dân, dắt trâu đi cày đúng không ạ? Con trâu cũng cực kỳ thần thái luôn đúng không ạ? Con trâu cũng rất là đẹp này. Vâng, thứ nhất là những cái phần sừng, phần diện mặt của trâu cực kỳ đẹp. Đó, đây diện mặt của những bác nông dân. Nam ra nam, nữ ra nữ đúng không ạ? Và diện mặt người già ra người già, người trẻ ra trẻ. Tức là nó sẽ là những cái diện mặt cực kỳ là đa dạng nhưng cũng rất là đẹp. Đó, tiếp tục bên này. Bên dưới này thì sẽ là một cái tiểu cảnh nhỏ. Đó là tiểu cảnh của những cái hồ sen. Đây, với những cái hình ảnh những cái chú cá là cũng được tỉa cực kỳ là sắc nét. Chú cá với những cái bông hoa sen này cực kỳ là đẹp đúng không ạ? Đó, đây. Bên này thì sẽ là những cái hình ảnh của những bác nông dân, gọi là đây là chở những cái thành quả sau một ngày lao động hăng say mệt nhọc của mình, là có cực kỳ nhiều những cái bao gạo, bao thóc được xếp ở trên này đúng không nhỉ? Đó, rất là đẹp mọi người nhá. Đây. Em sẽ quay từng diện mặt của từng nhân vật để mọi người có thể thấy là cái diện mặt của cơ sở bên em tỉa rất là đẹp luôn. Đây, đây bên này là một cậu bé chăn trâu này, với cái diện mặt cực kỳ là sinh động đúng không ạ? Đó, đây, đó, từng chi tiết tỉa rất là đẹp mọi người nhé. Mời mọi người ngắm tổng thể một tấm tranh này một lần nữa. Có thể khẳng định đây là một tấm tranh mà toàn thế tranh thôi và cực kỳ là ít khung vì ván của nó quá khổ, quá lớn, ván nó lên đến 1m anh chị nhé. Và dày 10 phân và đục hoàn toàn là đục liền khối hết. Vâng, ở bên cạnh này thì cơ sở bên em giới thiệu đến quý anh chị đó là một đôi cá Phúc Đức Lý Ngư Vọng Nguyệt.
với tốc kích thước tổng phủ bì nó lên đến là 1m47, rộng 55 và ván là xẻ là 7 phân rưỡi. Thì như mọi người nhìn thấy này, những cái chi tiết của đôi cá này cũng sẽ đều được cơ sở bên nó đục kinh bong moi móc rất là đẹp này. Đó, đây, cực kỳ là xuất sắc anh chị nhá. Đây, chú cá này rất là đẹp luôn. Đây, bên này là chữ Đức đấy, chữ Đức đây mọi người nhá. Đó, kinh bong moi móc rất là đẹp. Các bạn thấy không ạ? Bông hoa sen này, tỉa cực kỳ là xuất sắc và kinh bong moi móc rất là nhiều. Đó. Hiện tại thì sản phẩm em đang để mộc và em đang trưng bày trực tiếp thuộc tại địa chỉ thuộc số 47 thuộc làng nghề Đại Nghiệp Tân Dân Phú Xuyên, Hà Nội. Thì quý anh chị có thể về trực tiếp cơ sở bên em để được thăm ngắm sản phẩm trực tiếp anh chị nhé. Hoặc mọi người có thể liên hệ giúp em trực tiếp qua số hotline 0837 3937 để được em tư vấn trực tiếp về sản phẩm này anh chị nhé. Cảm ơn mọi người đã đón xem cái video của cơ sở bên em ngày hôm nay. Em xin cảm ơn ạ.